Ồ, bây giờ cả lớp nhìn nhá, thầy muốn quảng cáo về sản phẩm chẳng hạn. Về sản phẩm như là quần áo vân vân. Thì các em chú ý nhìn vào đây. Chúng ta chọn một cái hình chữ nhật, các em vẽ cho thầy một cái thanh ngang giống như là giá đỡ treo quần áo đấy nhá. Rồi, thầy chọn màu cho nó. Thầy chọn không màu. Sao em đi muộn thế em? Đấy, không màu nhá. Được chưa nhỉ các bạn nhỉ? Rồi nhá. Bây giờ thầy mới làm cho nó một cái 3D cho nó giống như gậy tròn. Mình chọn 3D. Rồi. Và thầy chọn đây. Thầy chọn xuống dưới đây. Xem là có chỗ nào đó nổi lên nhá, cho nó nổi hẳn lên. Rồi bây giờ để cho màu gây điền đấy, chọn này. Chúng ta nhìn lên trên màn hình có một cái đây thì tượng trưng ra là một cái sào. Bây giờ thầy copy cái này ra thêm một cái nữa bằng cách là ấn Ctrl D. Được chưa nhỉ các em nhỉ? Ctrl D nhá. Sau đó thầy cho lùi cái này lại. Phóng to lên ta làm. Bây giờ các bạn vẽ cho thầy một vòng tròn. Vòng tròn thì thầy chọn hình tròn đây. Hình tròn gọi là hình 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 đây nhá. Rồi width thầy cho nhỏ xuống. Hình đây xem nào. Hình đây. Ok, cho nó nhỏ nữa. Rồi. Như này là được một cái gọi là treo vào trong cái xào đúng không? Nha, bây giờ chúng ta lại ý tưởng nó như vậy. Bây giờ thầy cho cái này vào đây, thầy cắt. Đấy, thì chuyển cái này ra ngoài, send to green to fun. Đưa ra ngoài trước cái này. Được chưa? Bây giờ thầy cắt hai cái này bằng cách là chúng ta vào format, chúng ta chọn cái nào mà nó cắt là được đây. Đấy, cắt hai cái này rồi các em vào đây nhá, chúng ta chọn này. Ta lại đưa cái này ra ngoài vì ta thấy không được, ta đưa ra ngoài. Xong ta chọn. Đây. Đó, chọn cái này rồi, nó cắt rồi nhá. Đưa cái vòng tròn trên cái gậy, đấy, ta đặt vào đây. Đấy, ta tưởng tượng là nó xuyên vào kia. Đúng nhỉ các em nhỉ? Như thế thì nó mới tưởng tượng được là nó treo vào trong móc. Cắt đi một đoạn xong để ở bên trong. Bây giờ ta nhân đôi cái này lên một cái nữa. Thầy lại nhân đôi cái này lên nữa. Nhân đôi lên nữa. Đó. Cho những cái này dịch ra này.
giống như đang trượt vào trong cái ống này đúng không? Thực ra đánh lừa mắt nhá. Rồi. Được chưa các em ơi? Nhìn trên bảng quan sát được chưa? Rồi nhá. Tức là dùng một cái gậy của chính nó để cắt cái hình hình vòng xuyến để cho nó tạo ra một cái nếp đất. Bây giờ thầy cho vào trong rồi. Nào bây giờ thầy mới insert tiếp, thầy vẽ một cái hình chữ nhật. Vẽ một hình chữ nhật để thầy làm để thầy làm cái đồ chơi. Đó. Rồi cái này chúng ta cho 3D đi cho nó trông nó đẹp. Rồi bây giờ thầy chọn 3D. Thầy chọn thầy chọn xuống dưới đây. Này. Để nó nổi lên nhé. Màu độ sâu. Bây giờ thầy đánh vào đây là 50% giảm giá. 50%. Được chưa? Đó. Xong rồi thầy lại copy ra xong cái nữa. Bây giờ chúng ta cho một cái màu khác. Đây. Cái này màu khác, màu này cũng được. Cần chuẩn đề ra một cái nữa. Đó, cái này cái treo đây. Cái này thầy cho một màu khác nữa. Được chưa? Đó, ba cái với ba cái móc nó treo. Rồi. Bây giờ có dây đi xuống. Này chúng ta làm như sau, làm dây đi xuống thì chúng ta làm cho thầy một cái nét tròn cũng được. Tí ta copy ra nhá. Này chọn không màu. Cái nét dây này được. Ctrl D nhá, giữ shift và Ctrl xuống thêm một cái nữa. Không cần Ctrl D. Giữ shift và kéo shift và control nhá để nhân nó ra. Đấy, đây là dây. Bây giờ này thầy cho đây một cái lỗ nữa. Màu trắng. Cho màu trắng. Đấy. Treo nó vào đây. Rồi 3D cho nó nổi ra một chút. Đấy. Rồi. Rồi các em nhìn nhá. Copy cái đám này, Ctrl G để nhóm lại. Sau đó chúng ta lại cần chôn D để đưa sang cái thứ hai. Cần chôn D để đưa sang cái thứ ba. Bây giờ ta làm một thứ tự như sau. Cái này giảm giá 70% chẳng hạn. 70%. Cái này giảm giá 90% chẳng hạn. 60 là 60 thôi. Nhá. Rồi. Bây giờ thứ tự này, cái này vào trong. À thầy làm nó một cái nền nữa, nền màu đen cho nó đẹp. Rồi. Làm nền của cái
nhá. Rồi bây giờ các em sẽ làm thứ tự này, cho cái này nổi lên trước. Thì chúng ta làm như sau, các em chọn cho thầy cái này và nhóm với hình tròn này. Cần chôn cờ cho thầy nhá, nhóm chúng lại, đưa nó lên đầu tiên ra trước. Xong tiếp tục cái này. Cái này nhóm với cái dây, nhóm với cái hình đây. Được chưa? Đấy, chúng ta cũng nhóm lại bằng nút tắt. Đấy, hoặc là chúng ta chọn hình, chọn nút tắt. Nhóm tiếp vào. Rồi, nhóm vào rồi, đưa cái này vào bên trong. Đưa vào bên trong một cái, một bước. Cái này là nó sẽ nằm thứ hai. Ta nhóm vào. Ok. Để bây giờ ta thử đặt lên cái nào chồng lên. À, cái này chồng lên rồi, được rồi, ok, xong rồi. Bây giờ thầy mới cho tất cả ba cái này đi ra ngoài. Bây giờ nó chạy vào bên trong này. Cái đầu tiên thầy muốn chạy xong thì bắt đầu với cái thứ hai chạy vào, mình cái thứ ba chạy vào, đúng không? Rồi cái này chạy vào nhá. Bây giờ đưa nó ra ngoài rồi, chúng ta thử nhìn xem nào, xem nó thẳng hàng thế nào. Rồi giữ ship để đưa ra ngoài nhá. Giữ ship đưa ra ngoài đấy. Thầy thu nhỏ lại. Rồi. Cái đầu tiên thầy chọn animation. Được chưa? Thầy các em nhìn đấy nhá. Rồi thầy chọn cuối cùng và một cái đường gọi là line, line cuối đây nhá, line cuối cùng. Rồi sau đó thầy chọn option của After Effects là chọn theo chiều từ trái qua phải, được chưa? Rồi thầy kéo cái điểm này đến đây. Đó. Tiếp tục mở cái này ra thì thấy cái này là đầu tiên, đúng không? Giờ bây giờ xong một cái rồi. Lúc nãy là thầy kéo cái nào nhỉ? Đấy, kéo ra cái này rồi. Xong rồi, kéo ra. Bây giờ đến lượt cái thứ hai. Cái thứ hai chúng ta lại cũng vào đây, chọn like, chọn sang bên phải, vai sang bên phải, được chưa? Với cái thứ hai chúng ta cũng kéo vào trong đây, giữ ship kéo vào đây. Đấy. Và cái cuối cùng chúng ta cũng chọn cho thầy like. Được chưa? Và chọn sau đó cái thứ ba ấy, thầy mới chọn sang bên phải và thầy kéo vào đây. Rồi bây giờ trên đây, sau khi làm xong rồi nha, chúng độc lập với nhau. Mình muốn cái nào trước thì mình lại đặt cho nó sự kiện trước. Cái này sau cái trước, xong tiếp tục cái trước nữa, lại sau. Đấy, bây giờ các em nhìn thấy này. Thầy ấn F5 lên. Đây. Kích chuột. Đấy. Hai cái này nó xuất hiện ở đầu đằng này, vậy ta phải điều chỉnh cho nó để cái đuôi của nó ra đây. Với cái đầu tiên xuất hiện ở đây, ta phải kéo này ra đây. Đầu tiên nha. Đó, chọn cái đầu tiên ra đây. Rồi cái thứ hai nhấp vào đây. Nhấp vào đây nha, thì đấy cái đuôi của nó đây. Rồi, chúng ta lại xem.
Đấy. Cái thứ ba. Đó, đây là tôi điều chỉnh thế. Ấn F5 lên. Chạy ra. Cái thứ hai. Rồi bây giờ làm lại cho thầy nhá, di mô đi để thầy chỉnh lại cho nó đúng. Di mô đi đó, bây giờ lại trở về ban đầu. Cái đầu tiên chạy vào. Rồi thầy cho nó dài ra. Rồi. Chạy vào đây, bây giờ thầy quay sang phải. Để nó thế, cái này tiếp theo. Vì chúng nằm trên cùng một đường thẳng cho nên là chúng ta nhìn nó hơi bị cuối cùng chúng ta chọn tiếp sang bên tay phải. Sau điều chỉnh xong rồi thì chúng ta mới cho cái này sau cái kia. Đấy, và cái này tiếp tục sau cái trên. Đấy, như thế thôi. Rồi bây giờ ấn F5 lên. Chúng ta enter một cái. Đấy. Xong chưa các em? Đấy. Nhá, thế chúng ta có thể áp dụng những cái này để trình bày những cái slide cho chúng ta chuyển động nó đẹp hơn. Sao? Cắt cái gì ạ? À, cắt cái gì ạ? Nó bây giờ chỉ khó nhất cái cắt thôi gì? Rồi. Cái này thầy xếp hơi lệch cho nên nó hơi lên một chút. Rồi cái này đúng này. Đây, cả nhà cắt nhá. Nào, bây giờ chúng ta vẽ cho thầy một cái hình chữ nhật trước. Được chưa? Là hình này nhân làm đôi để giữ cái hình khoảng cách, để giữ cái chiều rộng của cái xào thôi. Rồi, thầy đưa xuống đây. Đưa này ngắn lại một chút để nhìn nó dễ. Ngắn lại bao nhiêu tùy các em. Bây giờ chúng ta vào hình này. Đưa nó vào đây, đây để cắt chỗ này nhé. Hình này đang đưa thu nhỏ. Được chưa nhờ? Thêm tí nữa nhé. Rồi cắt này cả lớp nhìn nhá. Hình tròn lên trước cái kia. Chọn cả hai. Chọn format. Chọn chỗ này chúng ta đi xuống sắp. Không được thì ta lại đổi nhá. Nếu đưa lên không được thì chúng ta lại cho cái này lên trước. Rồi lại chọn cả hai. Trong cả hai trường hợp các em thử cho thầy. Đây, cắt là cái này. Và cái này đổi màu. Đưa vào đây. Đấy, giống như là nó ôm lấy cái kia. Hiểu chưa? Được chưa cả lớp? Xong rồi đấy. Thôi phim thứ hai thầy lại ghi vào.